Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Chia Sẻ Công Nghệ của mình. Trên tay của mình đang là con Vivo Y55. Con này thì nó đang bị khóa màn hình như này, khóa màn hình hình vẽ như này. Thì trong cái video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn phá cái mật khẩu hình vẽ này nhé. Con Vivo Y55 này thì nó đang chạy chip Qualcomm. Vì vậy mà mình sẽ phá bằng cái MRT Dongle này của mình nhé. Bây giờ thì mình sẽ cắm cái MRT Dongle này của mình vào máy tính này. Tiếp theo đó là các bạn ok, thì bây giờ các bạn nhìn trên màn hình máy tính của mình và các bạn bật lên cho mình cái phần mềm MRT 2.6 của mình lên nhé. Bây giờ mình sẽ tìm truy cập đó, mình sẽ mở cái MRT 2.6 này của mình lên này. Mình chọn Z nhé, mình sẽ phải chọn vào cái Vivo Qualcomm này, mình sẽ chọn vào cái tùy chọn là Vivo New Model nhé. Ok, thì cái mục mobile này mình sẽ chọn xuống cái mục là Y55 này. Đó. Các bạn tích cho mình cái mục là Factory Reset này nhé, tức là để unlock này, để phá cái mật khẩu hình vẽ. Bây giờ thì mình sẽ phải tắt cái điện thoại này đi này. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái cáp USB nhé. Một đầu thì mình sẽ gắn sẵn vào máy tính này. Các bạn, nếu mà các bạn nào mà chưa cài cái driver của Qualcomm thì các bạn phải cài cái driver Qualcomm trước nhé, sau đó các bạn mới thực hiện theo cái hướng dẫn này được. Ok, thì bây giờ mình sẽ bấm đồng thời tăng và giảm âm lượng nhé. Sau đó là mình sẽ, tốt nhất là các bạn sẽ mở cho mình cái manager lên nhé, device manager. Mình sẽ chọn Device Manager này để mình xem nó đã nhận cái cổng 9008 chưa nhé. Đó rồi, bây giờ mình sẽ bấm đồng thời tăng và giảm âm lượng này, sau đó là mình sẽ gắn cáp vào nhé. Đó, giờ các bạn nhả tay ra và chọn cho mình vào cái mục là Post này. Đó, các bạn nhìn thấy chưa, nó đã nhận cái cổng là 9008 này rồi. Bây giờ mình sẽ chọn vào Start nhé. Đó, OI done rồi, tức là thành công rồi nhé. Bây giờ mình sẽ chọn vào cái mục là erase FRP này để phá cái tài khoản Google luôn nhé. Đó. Giờ các bạn thì cần phải bấm đồng thời, mình sẽ lại rút cáp ra nhé. Mình sẽ bấm đồng thời tăng và nút nguồn nhé, để mình có thể khởi động lại vào chế độ recovery. Các bạn hiện logo nên các bạn nhả phím nguồn ra này. Con này thì chắc chắn là nó bị tài khoản Google rồi. Đó. Bây giờ các bạn chọn cho mình là cái mục là đây, mình sẽ tắt máy đi nhá. Mình sẽ tắt máy đi này. Nếu mà các bạn mà muốn chắc chắn là xem cái máy này có bị tài khoản hay không thì các bạn cứ khởi động lại thì biết nhá. Mình sẽ khởi động vào để coi xem nó có bị tài khoản không. Chắc chắn là bị rồi, nhưng mình sẽ show cho các bạn coi. Chúng ta vừa vào recovery, sau đó mình chọn và tắt máy. Như vậy để chúng ta mới vào được lại cái chế độ 9008 để thực hiện những cái bước tiếp theo. Nhưng mà lần này mình sẽ khởi động lại máy để vào coi, để show cho các bạn coi nó sẽ bị dính tài khoản nhé. Chắc chắn là bị rồi. Đó, mình sẽ mở nó lên. Ồ, không được rồi. Đó, bây giờ các bạn phải chọn là shutdown nhé. Mình vào recovery này, sau đó chọn shutdown thì chúng ta mới bắt đầu có thể là vào lại được cái chế độ là 9008 và thực hiện cái bước tiếp theo là chọn vào erase FRP này để mình phá cái tài khoản Google nhé. Rồi, mình sẽ lại tiếp tục bấm đồng thời tăng và giảm âm lượng nhé. Và sau đó mình sẽ gắn cáp nhé. Đó, các bạn để ý này. Rồi, mình nhả tay ra. Đó, chế độ 9008 lại được nhận rồi. Bây giờ mình sẽ chọn vào Start nhé. Đó, ok, thì nó đã báo là done rồi. Bây giờ mình lại tiếp tục, mình sẽ tháo cáp ra thôi. Và mình tiếp tục bấm vào tăng và âm lượng và phím nguồn nhé, để vào lại chế độ recovery này. Mình nhấn và giữ nhé. Ok, khi mà cái logo hiện lên mình sẽ nhả phím nguồn ra và vẫn giữ cái phím tăng âm lượng nhé. Ok. Ok, thì bây giờ các bạn sẽ chọn cho mình cái mục là Wide Data nhé. Sau khi mà mình thực hiện hai cái bước trên thì mình sẽ chọn là Wide Data này và chọn Wide Data này. Ồ, vẫn không được rồi. Ok, vừa mình thực hiện với MRT 2.6 không được rồi. Giờ mình sẽ thử thực hiện với MRT 3.26 coi sao nhé. Mình sẽ chọn Cancel này. Nó chọn sẵn là Vivo rồi. Mình chọn vào model này và tìm đến mục là Vivo Y55 nhé. Đó, các bạn chọn cho mình cái tùy chọn là format này. Và bây giờ mình vẫn cứ tiếp tục là tắt máy. Sau đó mình bấm đồng thời tăng và giảm âm lượng này. Và bật cái Device Manager này lên nhé. Bấm tăng giảm âm lượng và mình gắn cáp nhé. Rồi, chế độ 9008 đã nhận đây. Mình sẽ bấm vào Start nhé. Ok, nó báo thành công rồi. Bây giờ mình máy nó cũng đang khởi động lại. Mình cứ để nó khởi động lại đi nhé. Con này thì chắc chắn là nó sẽ bị dính cả tài khoản Google Account rồi. Đó. Hy vọng là lần này sẽ được. Nó ghi là wiping data đây rồi. Bây giờ các bạn chờ đợi một chút để cho nó khởi động vào cái màn hình chính nhé. Và mình cũng sẽ show cho các bạn coi xem nó có bị dính tài khoản Google hay không. Thì cái quá trình này nó cũng hơi lâu thì mình sẽ cắt cái đoạn này để các bạn đỡ phải chờ đợi nhé. Ok, thì nó đã hiện lên được cái màn hình này rồi. Nó đã lên cái màn hình như này. Mình sẽ bấm OK nhé. Và mình sẽ chọn vào thiết lập điện thoại. Bây giờ mình sẽ coi để coi con này nó có bị dính tài khoản không. Mình sẽ chọn tiếp theo nhé. Các bạn sẽ chọn tiếp theo đi. Và mình sẽ kết nối vào cái mạng wifi của nhà mình nhé. Cho no đi, cho phép. Mình sẽ chọn kết nối này. Đã kết nối với bệnh viện smartphone. Mình chọn tiếp theo đi coi. Con này nó không bị tài khoản nhá. Nó không bị tài khoản thì các bạn cứ việc bấm bỏ qua thôi. Còn nếu mà nó bị tài khoản thì các bạn sẽ chọn sang cho mình. Các bạn nhìn trên màn hình máy tính của mình nhá. Nếu mà nó bị tài khoản là nó ghi là xác minh tài khoản của bạn thì các bạn sẽ chọn cho mình sang cái mục là FRP này, erase FRP. Sau đó các bạn cũng tắt máy, sau đó là bấm tăng giảm âm lượng, sau đó gắn cáp để nó nhận cái chế độ 9008. Sau đó các bạn bấm Start là xong nhé. Thế và nếu mà cần nữa thì các bạn vào recovery, sau đó các bạn wide data một lần cho chắc. Ok. Thì bây giờ mình sẽ vào trong. Mình sẽ bỏ qua nhé. Bỏ qua này. Mình sẽ bỏ qua bước này luôn. Tiếp theo này. Và xin chúc mừng rồi, sử dụng ngay. Đó. Như vậy là mình đã vào được màn hình chính để sử dụng rồi. Bây giờ mình sẽ vào cài đặt để show cho các bạn coi cái máy này nhé. Mình sẽ vào cài đặt khác nhé. Giới thiệu điện thoại. Đó, thì cái con này là Vivo Y55 này. Đó, như vậy là mình đã phá xong cái mật khẩu vẽ màn hình rồi. Con Vivo Y55 này thì mình cũng đã thực hiện qua cái phần mềm MRT 2.6. Sau đó là thất bại. Sau đó là mình dùng MRT 3.26 thì đã thành công rồi. Bắt buộc mình vẫn phải có cái đong MRT này. Thì bây giờ thì mình sẽ kết thúc cái video này tại đây. Nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình nhé.